Tất cả về Polygon hay còn được gọi là Matic trước đây là gì và tại sao nó có thể giúp cho Ethereum mở rộng được? Tại sao nó có thể so sánh được với Polkadot và Cosmos? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi trên ở trong video này. Và trước khi bạn bắt đầu và muốn học thêm về DeFi và công nghệ ở phía sau nó thì hãy chắc chắn rằng bạn hãy subscribe kênh YouTube của tôi. Hãy bấm nút chuông thông báo nhận tất cả thông tin. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem cách mà Polygon tồn tại như thế nào nhé. Trước khi được gọi là Polygon thì dự án này được gọi là Matic hay được gọi là mạng lưới Matic bắt đầu vào năm 2017 bởi ba người thành lập. Họ là những người tham gia rất là tích cực trong cộng đồng của cryptocurrency tại Ấn Độ và quyết định nhóm họp lại cùng với nhau và giải quyết những vấn đề mở rộng của Ethereum. Nhóm này đã làm việc với hai giải pháp chính, Plasma Chain và giải pháp mở rộng Layer 2. Dựa trên những việc thực hiện của Matic trên Plasma, chuỗi POS Proof of Stake là Ethereum Sidechain, token ở phía sau mạng lưới Matic. Đó chính là Matic được phân phối lần đầu tiên trên Launchpad của Binance là IEO vào tháng 4 năm 2019 và team đã có khả năng thu hút đến 5.6 triệu đô la chỉ sau 2 năm rưỡi làm việc. Mainnet của Matic bắt đầu chạy vào giữa năm 2020 và rất nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý và điều này cũng làm tăng phí ga ở trên Ethereum, cho thấy rằng nhu cầu khẩn cấp để tìm ra giải pháp mở rộng to lớn. Và bắt đầu năm 2021, đội nhóm xây dựng Matic đã quyết định mở rộng phạm vi dự án của họ và đổi tên thương hiệu của họ thành Polygon. Polygon mục đích là sẽ tạo ra nhiều giải pháp mở rộng. Khi nó bắt đầu mở rộng thì sẽ có hai cách chính. Đó là mở rộng chuỗi Layer 2 và Sidechains. Layer 2 mở rộng dựa trên việc bảo mật của Layer chính, đó là blockchain của Ethereum, Plasma, Optimism và Rollups. Zk Rollups là lựa chọn phổ biến nhất. Sidechains dựa trên hình mẫu bảo mật của riêng nó bằng cách sử dụng các đồng thuận riêng biệt. Matic POS Chain hoặc là xDAI cũng là một ví dụ rất là tốt ở đây. Để thiết lập hai giải pháp mở rộng thì Polygon mục tiêu sẽ tạo ra một hệ sinh thái để có thể dễ dàng kết nối nhiều giải pháp mở rộng khác nhau. Tất cả mọi thứ từ sidechains với những cơ chế đồng thuận khác nhau tới lựa chọn Layer 2 giống như Plasma, Optimism, Rollups và ZK Rollups. Chúng ta có thể nghĩ đến những giải pháp mở rộng của Matic đang tồn tại. Đó là POS và Plasma Chains cơ bản sẽ trở thành một trong rất nhiều lựa chọn mở rộng có sẵn trên toàn bộ hệ sinh thái của Polygon. Polygon cũng đồng thời cung cấp một khuôn khổ để làm cho nó dễ dàng tạo ra những dự án mới để nhanh chóng xây dựng những giải pháp mở rộng tối ưu cao cấp của riêng họ. Giờ chúng ta hãy có một cái nhìn cận cảnh hơn về công nghệ ở đằng sau Polygon để hiểu về dự án tốt hơn một chút. Polygon hỗ trợ cho hai loại hình chính của mạng lưới blockchain Ethereum tương thích, mạng lưới độc lập và mạng lưới bảo mật, sẽ tận dụng một bảo mật như là hình mẫu dịch vụ. Chuỗi standalone sẽ dựa vào chính bảo mật của họ. Ví dụ họ sẽ có hình mẫu đồng thuận riêng của họ, ví dụ như Proof of Stake hoặc là ủy quyền của Proof of Stake. Loại hình mạng lưới này sẽ rất là tối ưu. Đại diện cho chúng đó chính là mức độ độc lập cao nhất và khả năng uyển chuyển. Nó làm cho nó khó hơn để thiết lập một hình mẫu bảo mật đáng tin cậy. Ví dụ POS sẽ yêu cầu với số lượng lớn những validator đáng tin cậy. Loại hình này sẽ phù hợp cho những blockchain doanh nghiệp và đã thiết lập những dự án với những cộng đồng lớn đủ mạnh. Secure Chains tận dụng bảo mật như một hình mẫu dịch vụ. Nó thậm chí có thể cung cấp trực tiếp bởi Ethereum, ví dụ thông qua những bằng chứng gian lận được sử dụng bởi Plasma hoặc bởi những hồ của những validators chuyên nghiệp. Những validators này sẽ thực hiện ở trên hệ sinh thái của Polygon và họ có thể chia sẻ nhiều dự án. Một ý tưởng giống như Polkadot chia sẻ hình mẫu bảo mật, Secure Chains đưa ra một cấp độ cao nhất của bảo mật nhưng phải hy sinh sự độc lập và sự linh hoạt. Loại hình này thường được ưa thích bởi những startup hoặc những dự án tập trung vào bảo mật. Giống như chúng ta chú ý sự khác nhau giữa standalone chains và secure chains, thậm chí có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt giữa giải pháp sidechains và layer 2, rằng chúng ta có thể mô tả sớm hơn. Điều này cho phép Polygon có thể cung cấp toàn bộ những giải pháp mở rộng khả thi. Giờ chúng ta đã biết những loại giải pháp được hỗ trợ bởi Polygon. Giờ hãy đào sâu hơn một chút vào mô hình. Mô hình của Polygon bao gồm 4 loại trừu tượng và có thể kết hợp với layer
của Ethereum, chuỗi của Polygon sử dụng Ethereum như là một lớp nền tảng của chúng và tận dụng sự bảo mật cao cấp của Ethereum. Lớp layer này được thực hiện để tạo smart contracts trên Ethereum và có thể được sử dụng cho những thứ như tính dứt khoát và kiểm tra, staking, tranh chấp giữa Ethereum và Polygon chains. Và lớp layer này thì không bắt buộc, giống như Polygon dựa trên chuỗi này không bắt buộc phải sử dụng. Và cái tiếp theo đó chính là layer security. Và layer này thì không bắt buộc layer khác có thể cung cấp một validator, giống như một chức năng dịch vụ. Và chức năng này cho phép chuỗi của Polygon việc tạo ra, sử dụng các thiết lập của những validators, có thể định kỳ kiểm tra việc hợp lệ của bất kỳ một chuỗi Polygon nào. Quay lại với lớp layer này, thường thực hiện như một blockchain meta, sẽ chạy song song với Ethereum. Nó sẽ chịu trách nhiệm cho những thứ như quản lý validator, những người đăng ký và hủy đăng ký, phần thưởng, sự xáo trộn và sự xác nhận ở trên chuỗi Polygon. Và lớp bảo mật này sẽ hoàn toàn vô hình và sẽ có nhiều triển khai với các đặc trưng khác nhau. Và lớp này cũng có thể được thực hiện trực tiếp ở trên Ethereum và tận dụng những miners của Ethereum như là những người xác nhận. Và lớp tiếp theo trong mạng lưới của Polygon, đây là layer bắt buộc đầu tiên của mô hình Polygon. Lớp layer này bao gồm của mạng lưới blockchain tối thượng, nơi mà mỗi mạng lưới có thể duy trì được các chức năng tiếp theo: đối chiếu các giao dịch, những đồng thuận, local consensus và việc sản xuất các khối. Cuối cùng nhưng không phải là ít quan trọng nhất, đó là lớp thực thi. Và layer này chịu trách nhiệm cho việc phiên dịch và thực thi các giao dịch. Nó bao gồm các chuỗi của Polygon, môi trường thực thi và các lớp layer phụ với mô hình của Polygon. Và nó tạo ra một cách kỹ lưỡng để có điểm chung và vô hình. Và điều này cho phép những ứng dụng khác có thể tìm kiếm việc mở rộng để lựa chọn những giải pháp mở rộng tốt nhất. Điều này hoàn hảo để phù hợp với nhu cầu của họ. Như chúng ta biết, một số các ứng dụng khác nhau có thể muốn tối ưu hóa cho những điều khác nhau, ví dụ như bảo mật, tốc độ giao dịch, chi phí giao dịch hay chủ quyền. Và để nói đến mức độ vượt trội của một trong những giải pháp này thường có nghĩa rằng tạo ra những sự dư nữa, ví dụ như với mục đích lưu trữ hàng triệu đô la được khóa ở trong smart contracts. Chắc chắn là muốn tối ưu hóa cho việc bảo mật và có thể hài lòng với giao thức chủ quyền giống như thế này thì sẽ giống như sử dụng lớp layer của Ethereum. Nhưng dự án khác, chúng ta hãy nói đến một chợ NFT có thể mong muốn tối ưu hóa về chi phí giao dịch cực thấp và họ có thể hài lòng với việc hy sinh mức độ bảo mật thấp của họ từ một mức cực kỳ cao cho tới cao vừa đủ. Giống như một dự án có thể bỏ qua lớp Ethereum dựa trên lớp layer security, hoặc có thể một blockchain dựa trên game lại muốn dựa trên cơ chế đồng thuận của riêng họ. Với thời gian các khối được tạo ra cực kỳ nhanh, và trong trường hợp này họ có thể bỏ qua toàn bộ cả hai layer Ethereum và security layer và tập trung vào layer mạng lưới của Polygon. Như chúng ta nhìn thấy, Polygon có thể cung cấp đa lựa chọn và những teams đứng sau những ứng dụng khác nhau có thể quyết định để chọn một hoàn hảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ. Nó cũng đồng thời có mục đích làm cho nó dễ dàng để di chuyển từ một giải pháp mở rộng tới một giải pháp khác. Điều này có thể cần thiết trong trường hợp dự án mong muốn thay đổi hoặc là một giải pháp mở rộng khác tốt hơn trở nên khả dụng. Thì mô hình này cũng cho phép những giải pháp mở rộng dựa trên Polygon khác nhau có thể giao tiếp với những cái khác. Và điều này cực kỳ quan trọng, giống như nó ngăn cản việc tạo ra những hệ thống lỗi thời. Và trong thời điểm chỉ có giải pháp mở rộng có sẵn ở trong hệ sinh thái của Polygon là Matic POS Chain và Matic Plasma Chains, đội ngũ của họ cũng làm việc một cách tích cực để thêm nhiều những lựa chọn khác, ví dụ như DK Rollups, Optimate Rollups, Enterprise Chains và những side chains khác. Dự án hiện tại đã launching ở trên Polygon, bắt đầu với Matic POS và Matic Plasma Chains. Matic Plasma Chain là một layer 2 của Ethereum, có thuộc tính dựa trên việc thực hiện Plasma. Plasma cần thiết là một khuôn khổ để xây dựng lên những ứng dụng phi tập trung mở rộng. Plasma cho phép giảm tải những giao dịch từ chuỗi chính tới những chuỗi con, nơi mà giao dịch sẽ nhanh hơn và rẻ hơn. Một trong những nhược điểm của Plasma đó là thời gian chờ đợi lâu dành cho người dùng. Những ai mà muốn rút tiền của họ từ layer 2, Plasma không thể sử dụng với mục đích mở rộng chung. Với hợp đồng thông minh, Matic POS Chain là một sidechain không được cho phép
và chạy song song với Ethereum. Chuỗi được bảo mật bằng cơ chế đồng thuận POS với những validators của riêng nó. Thông qua Matic POS Chain có cơ chế đồng thuận của riêng nó. Nó cũng phụ thuộc vào mức độ bảo mật của Ethereum khi nó xác nhận staking và kiểm tra Matic POS Chain. Là một tương thích EVM, nó cho phép những dự án dựa trên Ethereum có thể dễ dàng di chuyển hợp đồng thông minh của họ lên xa hơn nữa. Matic POS Chain và Matic Plasma sẽ có thể chứa hơn 80 ứng dụng, tiến trình đạt tới hơn 5 triệu giao dịch và bảo mật hơn 200 triệu đô la cho quỹ của người dùng. Một số các dự án thậm chí đã di chuyển lên Matic POS Chain và ra mắt trực tiếp trên Matic hoặc đang trong quá trình di chuyển, bao gồm QuickSwap, Uniswap, SushiSwap, Avogadro, Polymarket, Hoka Market và SuperFarm, bên cạnh những dự án hạ tầng cơ sở giống như Graph và Chainlink, cũng quyết định mở rộng tới Polygon. Và gần đây thì Polygon cũng công bố quan hệ đối tác với một layer lớn trong lĩnh vực ngành công nghiệp video game Atari. Và xa hơn nữa, chúng ta đã nhìn thấy việc đổi thương hiệu Matic tới Polygon và sự mở rộng của phạm vi những dự án là một ý tưởng rất tốt. Và điều này là chính yếu bởi vì nó ngày càng rõ ràng hơn, nó sẽ là một sự quang phổ của những dự án mở rộng khác nhau có sẵn ở trong tương lai trên mô hình mới của Polygon. Polygon cũng tạo điều kiện cho việc kết nối giữa những giải pháp mở rộng khác nhau. Nó giống như đây sẽ là sự tập trung lớn nhất cho cả Optimic và Rollups và Zika Rollup, những cái mà Polygon cũng sẽ thêm vào đa giải pháp mở rộng có sẵn của Polygon. Và rủi ro chính ở đây có thể là nếu mà một trong những công nghệ mở rộng phổ biến này được ứng dụng trên chính nó, không cần phải tích hợp với Polygon. Nhưng thậm chí nếu điều này xảy ra thì ở đây vẫn có một cơ hội rằng công nghệ này cuối cùng cũng được tích hợp vào trong Polygon. Thật thú vị khi mà theo dõi quá trình của Polygon khi nó thêm vào những lựa chọn mở rộng và ngày càng nhập thêm nhiều những dự án, chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó dễ dàng giao tiếp như thế nào giữa những giải pháp mở rộng khác nhau với những đảm bảo bảo mật khác nhau. Nó đồng thời cũng được đánh giá là có giá trị rằng Polygon đang được trực tiếp so sánh với những blockchain layer 1 như Polkadot, Cosmos, Avalanche, rằng cũng tập trung vào khả năng tương tác giữa những blockchain khác nhau. Ở trong những sự tương phản của các dự án thì Polygon tập trung vào hệ sinh thái của Ethereum, với chuỗi của Ethereum đang là trung tâm chính để kết nối tất cả mọi thứ, và chắc chắn điều này có nhiều lợi thế, ví dụ như một cộng đồng user mạnh và những người phát triển, và được biết như là ngôn ngữ lập trình vững chắc và phổ biến nhất ở trên không gian cryptocurrency. Bên cạnh đó thì Ethereum cũng có một lịch sử dài và có nền tảng đáng tin cậy, có thể giải quyết hàng ngàn tỷ đô la ở trong những hoạt động kinh tế. Một vài điều sẽ cần thời gian để phát triển và nó sẽ rất khó để có thể nhân rộng bởi một blockchain mới hoàn toàn. Sự quen thuộc của Ethereum không thể nào bỏ qua. Giống như chúng ta nhìn thấy những sự tăng trưởng gần đây của Binance Smart Chain. Vậy bạn nghĩ như thế nào về Polygon sẽ có thể là cách tối ưu cho việc mở rộng của Ethereum? Hãy bình luận ở ngay bên dưới đây. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like, subscribe kênh của tôi.